Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ô tô 360 của chúng tôi lại mua về được một chiếc xe bán tải, đây thuộc dòng vua bán tải. Chúng tôi sẽ lại đem lên đây giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe bán tải này. Đây là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2. Phiên bản này là phiên bản 3.2 và chiếc xe được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đã đăng ký năm 2017 và chạy chuẩn của nó là 6.3 km rồi ạ. Đăng ký năm 2017 mà chạy 6.3 thì chiếc xe này của nó còn rất là đẹp ạ. Không phải là chúng tôi nói xe nào cũng, chúng tôi cũng nói rất là đẹp, thực ra là chúng tôi mua là có tuyển chọn hết ạ. Chúng tôi mua và đăng quảng cáo lên đây là toàn bộ những chiếc xe là phải đẹp, phải xuất sắc thì chúng tôi mới đem lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Vì làm ăn là chúng tôi phải giữ cái uy tín, nếu như đem lên đây để quảng cáo lên mạng để đăng cho quý vị và các bạn mà xe không đẹp thì chúng tôi không đem lên ạ. Đây là phiên bản là 3.2. Khác với phiên bản 2.0 thì phiên bản 3.2 này nó là full hết cả đồ rồi ạ. Tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về chiếc xe này ạ. Tôi quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu về cho quý vị và các bạn xem từ cái option của nó. Đây là cái ba đờ xúc trước của chiếc xe. Ba đờ xúc trước của xe là đã được trang bị toàn bộ về đèn gầm, đèn LED này. Đèn LED và đèn gầm và cái cảm biến trước ạ. Xe được trang bị cả cảm biến trước, cảm biến sau, nhưng đây là cái trang bị là cảm biến trước. Tôi quay cái cảm biến trước này trước ạ và cái đèn gầm. Bộ đèn gầm và chủ xe đã độ thêm cái phần đèn này ạ. Đây là đèn này, là đèn chủ xe độ thêm. Cứ nổ máy là đèn sáng ạ. Đây là cái phần cảm biến trước của chiếc xe. Đèn đã được tích hợp trên chiếc gương chiếu hậu của xe rồi ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của chiếc xe. Trên cái ba đờ sốc sau của chiếc xe này cũng đã được trang bị toàn bộ về cái phần đèn, hai cụm đèn hậu này rất là đẹp và đã trang bị lên cảm biến lùi và camera lùi. Cảm biến lùi và camera lùi đã được trang bị lên chiếc xe Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 này. Vì nó là phiên bản 3.2 cho nên đủ hết đồ ạ. Đây là cái phần đèn trước của xe, đèn pha của xe đã được trang bị cái đèn bi, đèn thấu kính rồi đấy. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu cũng rất là mới, là chưa có xước xát gì cả, chưa có nứt vỡ. Xe còn rất là đẹp ạ. Tôi quay toàn bộ với cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn xem ạ. Đây là cái bậc cửa của chiếc xe đây ạ. Bậc cửa của xe. Nhìn về cái tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tuy có đôi phần xước xát nhưng mà do thời gian sử dụng thôi. Chiếc xe này sử dụng tại Hà Nội và đường phố Hà Nội thì rất là đông đúc cho nên là cái phần xước xát thì không thể tránh khỏi được rồi ạ. Đây là cái phần camera lùi của xe. Camera lùi nó tích hợp lên cái phần logo ở đây. Chiếc xe Ranger Wildtrak thì rất hay bị mất cái logo này. Vì cái logo này là nó trang bị cái camera trị giá của nó rất là đắt tiền. Cho nên chủ xe đã bắn hai cái ốc vít này để bảo vệ cho chiếc logo này tránh mất cắp đấy ạ. Quý vị các bạn cũng nên giữ gìn cái logo này vì nếu mà mất là thay mất hơn 3 triệu cơ. Đây là cái phần nắp thùng của xe. Xe đã được trang bị cái nắp thùng kéo này và cái thanh thể thao. Thanh vai thể thao của xe nhìn xe rất là thể thao ạ. Đây là cái đặc trưng của dòng Wildtrak, là cái thanh vai thể thao và cái nắp thùng kéo này thì rất là đẹp ạ. Dàn lốp cũng còn nguyên bản của xe, la răng cũng còn nguyên bản ạ. Lốp đây, lốp nguyên bản này chạy được 6.3 rồi cho nên là cái lốp này của nó cũng còn chạy được tương đối ạ. Nếu như một dàn lốp nguyên bản của xe có thể chạy tới chục vạn mà không thành vấn đề gì cả, vì là cái xe bán tải thì lốp của nó rất là dày. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn khám phá về cái phần khoang nội thất của chiếc xe. Tôi vẫn quay như thường lệ là tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem là từ cái cánh cửa và keo chỉ đã. Tôi vẫn quay phần keo chỉ cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy là nó không mất một phần keo chỉ nào đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ.
Đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính của xe ạ. Và khóa cửa cũng được tích hợp trên cái tab bi cửa này. Tab bi cửa này tích hợp cái bấm nút khóa mở cửa. Xe là rất nhiều option ạ. Đây là cái cụm điều khiển đèn của xe. Rất là nhiều đèn cho nên cụm điều khiển của nó cũng rất là nhiều cái chi tiết. Ghế lái cũng là ghế chỉnh điện rồi đấy ạ. Ghế lái cũng được ghế chỉnh điện rồi ạ. Nội thất của xe là rất là đẹp ạ. Nội thất là nội thất màu ghi. Riêng với cái dòng xe Wildtrak này, nội thất nó là toàn bộ nội thất là ghi và nó được pha lẫn giữa da và nỉ. Nhìn rất là sang trọng. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần tab bi cửa bên lái, tab bi cửa sau bên lái. Nó cũng giống như tab bi cửa trước ạ, tất cả keo chỉ còn nguyên hết ạ. Keo chỉ còn nguyên, gioăng còn rất là đẹp. Keo chỉ còn nguyên và gioăng cũng còn nguyên hết ạ. Chiếc xe có sử dụng có chạy có hơn 6 vạn thôi, cho nên là nó còn mới và đẹp lắm ạ. Không mất một phân keo chỉ nào. Chúng tôi cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không va chạm và không ngập nước. Tất cả xe còn nguyên bản. Đây là cái phần nội thất về phía sau của xe đấy. Nội thất của phía sau của xe cũng còn rất là mới, trần cũng còn nguyên bản, đã chưa có bọc trần hay là dán trần gì cả. Và trần còn nguyên bản. Ghế về cái phần ghế đằng sau này cũng còn rất là mới. Thường là chủ xe là hay chạy một mình, nhưng là cái phần ghế sau này là ít có người ngồi đến, cho nên là cái ghế nó còn mới và đẹp lắm đấy. Tôi quay chi tiết và sát như thế này, quý vị các bạn xem cũng có thể đánh giá được cái chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào. Nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem và lái thử chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 700 triệu đồng thôi ạ. Và chiếc xe này còn đã góp thoải mái, quý vị và các bạn vẫn có thể vay đến 70-75% giá trị của chiếc xe này ạ. Và làm thủ tục trả góp thì cũng rất là nhanh gọn, chỉ trong 2 ngày là chúng tôi đã làm xong cái thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng chỉ bỏ ra khoảng 200-250 triệu thì quý vị và bạn cũng đã được sở hữu ngay chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 này ạ. Mặc dù giá trị của xe còn hơn 700 triệu đồng, nhưng quý vị các bạn trả góp thì chỉ cần bỏ ra 200-250 triệu thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe này về đi rồi ạ. Và đây là chiếc xe Ford bán tải. Nó là cái dòng xe bán tải, là xe đa dụng ạ. Và đặc biệt nó là cái phiên bản Wildtrak 3.2 thì nó thuộc cái dòng dõi nhà vua bán tải rồi. Nó là cái phiên bản bán tải, nhưng mà bán tải cao cấp rồi ạ. Động cơ 3.2 thì rất uy lực và mạnh mẽ, đi là rất là khỏe. Nó được trang bị cái động cơ 3.2 và hộp số tự động 2 cầu. Option của dòng xe này thì là nó là cái dòng đặc biệt của dòng bán tải rồi. Option tí nữa tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần option cũng như là cái tính năng an toàn của chiếc xe này. Đặc biệt là cái dòng bán tải Wildtrak thì nó là cái dòng bán tải cao cấp rồi, cho nên là option của nó cũng có nhiều cái tính năng, ví dụ như là phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn, màn hình navigation nó cũng được trang bị như những dòng xe cao cấp như dòng Lexus chẳng hạn, hoặc là dòng Mercedes. Cái khóa cửa cũng đã tích hợp trên cái tab bi cửa bên phụ ạ. Đây là cái phần táp lô của xe, tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn chi tiết từng cái. Đây là cái màn hình của xe đấy ạ. Màn hình giải trí đa phương tiện đặt ở trung tâm táp lô của xe. Điều hòa là tự động rồi ạ. Và đây là cái dòng 2 cầu có rất nhiều chế độ đi ạ. Chế độ chống trơn trượt, đổ đèo, khóa vi sai, có đầy đủ hết cho cái dòng bán tải này. Vì nó là cái dòng vua bán tải cho nên là option của nó là trang bị tương đối là đầy đủ ạ.
và nhiều cái tính năng nó trang bị là như một cái dòng xe cao cấp. Đây, quý vị các bạn xem, nó được điều khiển tích hợp trên tất cả những cái vô lăng này. Mọi người mua chiếc xe này về thì cũng phải tìm hiểu dài dài thì mới khám phá được hết cái tính năng của nó. Và đây, cái đồng hồ của nó chạy chuẩn ra 6.3 km rồi. Chúng tôi cam kết chiếc đồng hồ này chúng tôi không tua, đồng hồ chuẩn, quý vị các bạn có thể check tại hãng. Quý vị các bạn quan tâm thì quý vị các bạn cùng tôi ra đem chiếc xe này ra hãng để check. Đây là cái vô lăng, nhìn là cái cụm điều khiển của nó rất là nhiều, nhiều tính năng được gắn với cái vô lăng này. Và cái phần táp bi của nó đã được khâu ra và chỉ màu vàng đấy ạ. Quý vị các bạn cùng xem mà tôi quay rất là chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem là cái táp lô nó còn rất là mới và sạch sẽ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi cũng chưa dọn đâu, chúng tôi vừa mới mua về và chúng tôi cũng chỉ đem rửa qua và hút bụi ở ngoài hàng rửa xe bình thường thôi, chứ không có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ cố gắng quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết từng option một và cái từng tính năng sử dụng của nó, vì chiếc xe này của nó nhiều cái tính năng an toàn lắm và nhiều option lắm. Đây là cái phần điều khiển về cảnh báo lệch làn, cruise control cũng như là phanh khoảng cách. Và đây là toàn bộ về cái phần điều khiển về cái đồng hồ này ạ, về cái màn hình navigation đằng trên kia ạ. Tất cả đều được tích hợp điều khiển ở trên cái vô lăng này. Quý vị các bạn vừa lái xe vừa điều khiển bằng tay trái và tay phải của mình, có thể điều khiển được hết tất cả các cái đồng hồ đằng trước này và các tính năng an toàn của xe. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một số cái tính năng an toàn của xe mà mọi người có thể chưa biết được ạ. Đây là cái phần điều khiển về cảnh báo lệch làn này. Đấy, điều khiển cảnh báo lệch làn. Quý vị các bạn đang đi mà có buồn ngủ lệch làn chuyển sang bên khác là nó sẽ nhắc nhở bạn. Và đây là phanh khoảng cách ạ. Quý vị các bạn có thể cài đặt ở cái khoảng cách với những xe đằng trước. Nếu như quý vị các bạn đi đường cao tốc ấy, thì quý vị các bạn sẽ sử dụng cái tính năng này, cruise control, tức là ga tự động và phanh khoảng cách ạ. Quý vị các bạn cài đặt là khoảng cách của quý vị các bạn với cái xe đằng trước nó 200m thì quý vị các bạn có thể đi theo cái xe đằng trước, là cái xe đằng trước nó phanh thì xe của bạn cũng phanh, tự động phanh và giữ khoảng cách ở cái xe đằng trước đấy ạ. Đây là một cái tính năng mà Ford đã trang bị cho chiếc iCheck này, rất là an toàn đấy. Đi ở đường cao tốc, ví dụ như bây giờ quý vị các bạn chạy trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì quý vị các bạn thấy cái tính năng này nó rất là hữu dụng. Và đây là cái màn hình trung tâm của xe. Màn hình trung tâm của xe này nó cũng tích hợp đến rất là nhiều các tính năng giải trí. Nó giúp cho quý vị các bạn giải trí ở trên cái màn hình này, từ nghe nhạc cho đến kết nối Android hoặc là iOS. Nó tùy theo quý vị các bạn sử dụng cái điện thoại gì thì là kết nối với cái màn hình này. Tôi lại hướng dẫn cho quý vị các bạn cùng xem qua thôi. Còn nếu như quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn cũng phải khám phá một thời gian dài mới khai thác được hết được cái tính năng của nó. Đây, quý vị các bạn có thể kết nối với điện thoại hoặc là quý vị các bạn có thể cài đặt rất là nhiều ứng dụng ở trên cái màn hình này. Quý vị các bạn theo dõi tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị các bạn về cái màn hình này. Nó tích hợp rất là nhiều và màn hình của nó là màn hình cảm ứng. Đấy, quý vị các bạn có thể vuốt ngang để xem, để chọn đến các ứng dụng để mà mình lựa chọn cài đặt cho chiếc xe này, từ loa này cho đến điện thoại này, hoặc là radio FM nghe nhạc, Bluetooth, chế độ điện thoại rảnh tay cũng có hết ạ. Đầy đủ các tính năng an toàn rồi, thì các tính năng an toàn cũng như là cái giải trí. Hệ thống giải trí cũng được tích hợp hết lên trên cái màn hình này rồi ạ. Quý vị các bạn có thể mua chiếc xe này về, quý vị các bạn có thể ngồi khám phá ra thì nó rất là nhiều option và nhiều cái tính năng giải trí rất là hay, được tích hợp và được trang bị cho chiếc xe Ford Ranger ở phiên bản 3.2 này ạ. Ở phiên bản 3.2 này nó mới có nhiều option như thế này, chứ còn nếu như ở những cái phiên bản 2.0 thì không có option này. Và đây nó là cái phiên bản 3.2 và được sản xuất năm 2017, cho nên nó mới có là Shin 3 và có màn hình navigation. Đấy, tôi vừa mới quay giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem là cái màn hình navigation nó hiển thị ở trên cái đồng hồ đấy ạ. Mà cái màn hình navigation này thì là ở bản full mới có, chứ còn nếu bản thường là nó không có cái màn hình navigation đâu. Và đây là cái toàn bộ là tắt bật của cái cảm biến xe đấy ạ. Cảm biến trước sau đều có thể bật tắt
và cái chế độ khóa visa hoặc cài cầu. Đây là cái chế độ cầu cho quý vị và các bạn đi leo núi, đổ đèo thì có thể chuyển cầu, hoặc là có thể đi đường phố thì mình sẽ đi ở cái chế độ khác nhau. Tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần option và các tính năng của xe. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn và cái phần đặc biệt nhất của chiếc xe, đó là trái tim của chiếc xe. Hãng Ford đã trang bị cho chiếc Wildtrak 3.2 này là một động cơ 3.2 lít. Đây là cái động cơ 3.2 lít đây ạ. Tất cả từ những cái ốc tai, ốc xe, tất cả cái ốc ở trong cái khoang động cơ này là nó còn nguyên bản hết. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn đây. Tôi quay sát vào cái ốc máy này, ốc cổ xả. Nếu như cái ốc này mà nó không còn nguyên thì là máy đã mở rồi ạ. Và đây là tất cả cái ốc này, quý vị và các bạn nhìn thấy ạ, nó còn nguyên bản hết ạ. Cho thấy là chiếc xe này có chưa có ngập nước. Nếu như chiếc xe này mà chạy hơn 6 vạn như chiếc này mà đã mở máy rồi thì chứng tỏ là chiếc xe đã phải có lỗi hoặc là có ngập nước thì mới phải mở máy ra để làm. Nhưng chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước thì là cái máy móc của nó là còn nguyên bản, là cái điều đương nhiên. Tất cả ốc mặt máy hay là ốc máy, ốc chân máy còn nguyên bản hết, là chúng tôi cam kết là chiếc xe này là máy móc nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từ cái ốc cabo nó cũng còn nguyên hết cả. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp và lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem và lái thử chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang rao bán ở tất cả trên các trang mạng là hơn 700 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm xe ở cái khoảng hơn 700 triệu đồng này thì quý vị và các bạn hãy liên hệ chúng tôi để được đón nhận và được xem chiếc xe này. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi upload lên trên kênh ô tô 360 này. Chúng tôi mua xe về thì chúng tôi sẽ quay lên và giới thiệu cho quý vị và các bạn ở trên kênh ô tô 360 này. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm và muốn mua cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô cũ, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và để đón nhận những clip mới nhất để được xem những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đem lên đây. Đây là cái quay, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem từ cái ốc cabo này ạ. Ốc cabo nó cũng còn rất là nguyên, tất cả là ốc cabo này còn nguyên và cái keo chỉ này nó còn nguyên hết, thì là cái cabo này nó chưa có bị đâm đụng ạ. Riêng về cái cabo này đã đâm đụng thì cái ốc nó còn không còn nguyên bản nữa, vì là đã đâm đụng là phải tháo ra để sửa chữa, mà cái ốc nó còn nguyên thì tức là cái cabo này chưa phải tháo ra, chưa bị tháo ra thì là chưa đâm đụng ạ. Tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước ạ. Đồng hồ công tơ mét nguyên bản 6.3. Nếu như quý vị các bạn quan tâm chiếc xe này thì xin quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi, cùng chúng tôi đem chiếc xe này vào hãng hoặc là bất kỳ một gara nào uy tín mà quý vị các bạn lựa chọn để check chiếc xe này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến clip của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo mà chúng tôi cập nhật lên đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.